Em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng. Hôm nay về thêm được hai chiếc xe sân golf, nhưng mà hai chiếc này cực kỳ đẹp hơn và xịn sò hơn. Nó là thương hiệu của Yamaha, nó khác với mấy cái con Sanyo lần trước em bán. Thì cái lần này cái ghế da đồ các thứ nó còn rất là đẹp ha, của Yamaha mấy anh thấy không? Rồi, ok. Thì cái con này á là cái khung, nó có một cái khung thanh dằn để nó làm cái máy nó bằng nhôm luôn ha, nhôm định hình rất là đẹp. Đó, đây logo của Yamaha. Thì con này á, là có ở bên bển á, họ độ thêm cái đèn ha, có hai đèn led luôn, rất là sáng nha anh ha, hai đèn led cực kỳ sáng để dành cho anh em mình ở farm á, ở những cái resort hay là những cái khu vườn mình chạy buổi tối á, rồi mình có thể chạy được. Thứ hai nữa là vỏ con này còn gai rất là ok luôn ha, của Kenda này còn gai rất là tốt luôn. Rồi, nói chung là đẹp lắm, con xe này còn rất là đẹp, bình mọi thứ rồi, ngon lành. Rồi, cái thứ hai, cái thứ ba nữa là cái con này nó được 6 chỗ luôn anh. Nó được 6 chỗ luôn nha mấy anh chị. Đó, ở đây là người ta độ thêm một cái băng ghế nữa, nhìn như zin luôn ha. Một cái băng ghế như zin và ngồi rất là êm luôn. Và ở đây nó có một cả một cái tay vịn luôn. Nói chung là mọi thứ nhìn nó hoàn hảo. Thì con xe này á, nó được 6 chỗ ngồi ha. Đó, ở phía trước là tổng cộng là luôn người lái luôn là 6 chỗ tất cả luôn ha. Nó rất là đẹp. Thì con này á, hiện tại mấy con trước á, thì bán giá là 50 mấy triệu. Nhưng mà con này thì nó mắc hơn xíu. Với lại cái nó được tới 6 chỗ lận ha. Giá của nó là 72 triệu đồng ha. Anh nào lấy thì nhắn tin cho em. Mọi thứ hoạt động hoàn hảo hết, chạy tới chạy lui rồi. Mà cái con này lái nó nhẹ hơn con Sanyo luôn xíu nữa anh ha. Nó có cảm biến đồ, đụng vô là nó sẽ tự động nó đứng rồi tất cả thứ luôn. Rồi, ok. Đó, da là bình thường luôn ha. Mọi thứ mà lái nhẹ lắm, không hiểu sao con này lại lái nhẹ. Đó, mặt kính ở phía trước bằng mica đồ mọi thứ còn đầy đủ hết, không thiếu gì. Đó, mà con này lái nhẹ lắm. Rồi, ok. Rồi, về tiếp luôn đi. Được 6 chỗ ngồi thì nó hơn hẳn còn. Rồi, chạy tới Đức ơi. Ok. Đó, xe chạy thì rất là mạnh và nhanh mà. Nhanh lắm ha. Mạnh, đi 6 người vô tư luôn mà. Ha. Rồi, thì anh nào có nhu cầu thì liên hệ bên em ha. Xe hoạt động hoàn hảo. Cái con mấy con này á, ve thường thường nó hay kêu lắm, nó tít tít ta te luôn. Con này nó kêu te 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 luôn. Có lẽ cái còi này là mình nên cắt quá ha. Chứ mình ve mà nó kêu e e thì bực mình, khó chịu. Đó, hoàng ha. Im phải không? Nó nhẹ lái đúng không? Nhẹ lái hơn con xanh vô rất là nhiều nha anh. Rồi, ok, anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. 72 triệu đồng. Mọi thứ hoàn hảo hết, dây sạc rồi dứng lại được. Dây sạc đồ tất cả các thứ đều đầy đủ hết nha anh ha, không thiếu gì hết. Đây, đây là bình ha. Tổng cộng nó mỗi một ô như thế này là nó có hai bình nha ha. Bình là còn nội trợ rất là tốt ha. Tụi em cũng đo kiểm tra hết rồi. Em thì về ít có vệ sinh nhiều lắm ha, chỉ xịt rửa sơ sơ thôi. Đó, đây là dây cái lỗ cắm sạc ha. Lỗ cắm sạc nằm ở đây. Đó, nó khác cái con kia. Ở trên đây, con này nó được cái nó tiện lợi rất là nhiều. Ở đây mình bỏ đồ ăn thức uống hay dã ngoại hay cái gì đó nó cũng đều ok. Rồi, ở phía trước này nó có thêm một cái bình nữa. Là cái bình này là để nó bình điều khiển nha anh ha. Cũng còn ok, ngon lành luôn. Đó, dây sạc là dây zin luôn ha. Dây sạc là dây sạc zin luôn nè. Ủa, cái này sao kỳ vậy? Này dây lô rồi. Đấu lại á. À, nó đấu lại hả? Về mình đấu lại hai à, đúng rồi, về Việt Nam mình đấu lại rồi. Ok. Rồi, tại vì cái chuẩn rắc nó khác ha. Rồi, dây sạc này, cái dây này thì zin, nhưng mà cái cháu đó thì cháu thường ở Việt Nam, còn cái này là phải nguyên zin nó mới vào được cái cống sạc hồi nãy. Rồi, ok. Anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Đó, xe là còn đang mướt luôn ha, mọi thứ là hoàn hảo hết. Đó, sàn đồ bằng nhựa hết, nhìn rất là đẹp ha. Cứng cáp, nước sơn thì còn. Thôi, em chỉ là rửa sơ thôi, em chưa có tuốt tát hay chưa có đánh bát, không có làm gì hết á. Đó, em lao sơ lên, các bạn thấy không? Nước sơn sành mướt luôn. Có vài điểm thì nó cũng hơi chảy ha, hơi chảy tại do vận chuyển mà ha, vận chuyển đi nguyên công thì nó phải chảy là chắc chắn rồi. Rồi, phần trên này thì không có gì bị bể hay gì hết ha. Đó, coi đây như là hoàn hảo hết luôn.
Đó, bên kia nó còn có tay vịn tay nắm nữa ha. Ngon lành cành đào. Rồi ok, anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Đó, công tắc đồ các thứ ở đây ngon lành ghê không. Đó, công tắc này, công tắc đèn. Rồi này tiếng lùi ha. Đó, đây là cần ga, này cần thắng. Đó, cái này chạy bình tự động. Đây mình bỏ mấy chai nước đồ vô ha. Rồi đó, bánh còn gai thì quá ngon rồi. Đó, xe đẹp, phải nói là rất là đẹp, đẹp hơn mấy chiếc trước nhiều lắm. Rồi xin cảm ơn anh chị em khách hàng, thì anh nào lấy thì nhắn tin cho em ha. Giá là 72 triệu, còn phương pháp vận chuyển thì anh em ta bàn thôi. Rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng. Và em có hai chiếc, đây chiếc nữa mà. Ha, vậy đây chiếc nữa. Rồi.